Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm bà Nguyễn Thị Kim Thúy và các ông Trần Chí Cường, Trần Đình Chung và Nguyễn Duy Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn. Tại buổi tiếp xúc, qua nghe đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo nội dung dự kiến kỳ họp thứ 5, cử tri quận Ngũ Hành Sơn bày tỏ thống nhất và phấn khởi với những kết quả bước đầu trong phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng tiêu cực của đất nước. Đồng thời, cử tri cũng nêu ra nhiều vấn đề lớn đề nghị Quốc hội tiếp tục xem xét, giải quyết. Trong đó, cử tri đề nghị cần quan tâm đến các dự án treo kéo dài, ảnh hưởng đời sống người dân. Hiện nay, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là người dân không thể ổn định được cuộc sống. Thứ hai là về cây cối mọc lên như rừng, các nơi là tập trung đổ xà bằng rồi rác bẩn cây xanh sinh ra rùi mũi ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường, không khí, bệnh dịch. Các ý kiến của cử tri cũng đề nghị quan tâm những mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đáng chú ý là tội phạm không gian mạng, việc lừa đảo, nói xấu, xuyên tạc. Trước thực tế số ca mắc COVID-19 tăng lên như hiện nay, cử tri đề nghị càng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, không để bùng phát, đồng thời sớm cụ thể hóa để triển khai luật khám chữa bệnh. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện luật khám chữa bệnh được ban hành ngày 9 tháng 1 năm 2023 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 và những văn bản hướng dẫn đấu thầu, mua sắm vật tư y tế, thuốc chữa bệnh cho nhân dân. Đây thực sự là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay. Sự chậm trễ này đã dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, thiếu các thiết bị khám chữa bệnh cho người dân trong thời gian vừa qua, đặc biệt là cái người hưởng cái bảo hiểm y tế. Cử tri quận Ngũ Hành Sơn cũng đề nghị Trung ương cũng như thành phố xem xét, giải quyết các bất cập liên quan đến chính sách giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, cùng một số vấn đề khác.